con đói bụng nữa. Trời. Con ăn cái ngày. Đúng rồi, đúng rồi. Con ăn đi, con ăn cereal xong cái con ăn bánh mì nha. À, này, cái này mình... cho quậy nè quậy. À, con để đây đi. Mình múc yến chắp trắng. Yến chắp trắng với hột vịt muối. Quậy quậy ăn thử con thích đi quậy. Hả? Quậy lấy miếng trứng bỏ ra đây quậy ăn thử. Đúng rồi, để chút quậy ăn, con cứ ngồi xuống con ăn phần của con đi. Ở khổ con quay rồi, khổ đến đây à. Ừ. Chắc. Cho cô ăn. Đúng rồi. Xin chào ông một cô chú cô ăn xin dừa. Hồi ăn nữa. Nè, nó cái mình đựng lên nó nặng quá nó mới làm như vậy. Rồi con ăn đi, con ăn cho ông bà cô chú coi đi nha. Các bạn ơi, bỏ hết luôn. Cảm ơn anh em. Thank you. Ooh, sexy. Bây giờ là mình đã ổn định lên máy bay rồi, mình đã ổn định chỗ ngồi rồi cả nhà. Thank you. Chơi. Chơi ơi. Con ngồi bên trong đó ha. Ok. Dad, where's my phone? Did you spill the water, baby? No. Mm-hmm. Putting stickers on your. When we get từ Đài Loan đi về Mỹ nè ông bà cô chú ơi. Hả? À, chơi với ba chơi thì ngồi hàng ghế số 2 cả nhà. Đó, à, bên kia là Đài Win. Đó, à, bên kia Đài Win, bên này là chay. Sao con? Cô chị quậy, cô đó nói. Cô quậy ngồi tới ghế số 9 lận. Rồi, ngoại ngồi cái số 9 nha. Chúc con muốn xuống ngoại thì con xuống ngoại chơi nha. Nhưng mà con nằm đây có gì con tặng cái gì con kêu ba nghe không? Hả? À, chú. À, mẹ Ngọc là có đem theo cái ngủ qua gì qua miền Tây. Con có mệt đem không ba? Để pha nước uống cho dễ ngủ cả nhà. Bay chuyến bay dài. Đi qua miền Tây thì cả nhà biết rồi, nó hỗ trợ cái giấc ngủ của mình ngon và sâu hơn rất là nhiều. Cứ bỏ vài sợi gì vô nước một chút nó ra nước mình uống. Cái nó điều hòa được huyết áp ha. Hai răng bị tiểu đường ha, ngủ không ngon không sâu giấc nè. Rồi kinh nguyệt ra chưa được đều. Rồi bị cái chứng rối loạn tiền đình đau dưới đầu thâm niên á, mình uống cái này mỗi ngày. Không biết tại sao nó thẳng không thẳng. Con không biết tại sao nó không thẳng rồi, để chút con coi giùm cho nha. Ở nhà này cái này không thẳng. Ừ. Mà cái này nó giờ ở dưới đây mình làm nó thẳng được. Ừ. Đó ngồi nó có cái bảng đó là vui rồi hết rồi ha. Có cái bảng đó, bảng đó là ngồi vẽ ngồi viết nó đỡ buồn. Cha con nó ngồi ngang với nhau. À, cả nhà thấy ngập vậy là chị qua người ta ra màu vàng rồi đó. Giờ là mình cứ uống vậy thôi, cứ uống mỗi ngày y chang như nước lạnh vậy đó. Mà mình ngâm với nước nào cũng được, nước nóng cũng được, nước lạnh cũng được, nước thường cũng được. Bỏ vô ngăn mát tủ lạnh cũng được. Miễn sau ngày mình có mình uống mỗi ngày vô cái cơ thể mình bỏ dài sợi vô cái lượng nước vậy thôi. Cứ ngày uống đúng một chai giùm cho Ngọc là được rồi. Rất là dễ uống luôn. Ghế của mình. Mình ngồi cái hàng ghế số 9 mình đây nè. Mới vừa vô cái là mấy cô chú chị
Đó, cả nhà thấy đi đâu mà nhà Ngọc cũng đem theo hũ nhiều hoa nghệ tây không, mà đặc biệt đi lên máy bay nhiều lúc nó trăn trở khó ngủ á, là phải đem này theo. Cứ pha vô người ta cho mình chai nước cái mình đem bỏ vài sợi vô cái chút mình ngâm ra, mình lên mình uống mình ngủ một cái giấc nó sâu, thiệt là sâu. Nhiều hoa nghệ tây này còn hỗ trợ cho cái cao huyết áp nè, tiểu đường nè, có mỡ trong máu, rồi phụ nữ trong thời kỳ kinh nguyệt mà kinh nguyệt ra không đều á, rồi cái ngâm chai này đó. Tay xong chút xíu vậy là nó ra cái màu vàng nè cả nhà, nó uống y chang như nước lạnh. Cả nhà nào mà mấy bị tình trạng như nãy Ngọc nói á, cứ ngâm ngàn chai uống như vậy đó, thay nước lọc rất là tốt cho sức khỏe, ngủ ngon ngủ sâu ha, tiểu đường ha, cao huyết áp nè, đưa bị rối loạn tiền đình rồi này kia vậy đó. Cứ ngàn chai cả nhà cả gia đình mình cùng uống luôn. Rồi xong giờ tới sân bay New York rồi, bây giờ nữa hả em chị Tây? Nói giờ cả nhà mình lấy cái ồ ra rồi nè cả nhà. Finally home. Quá nhiều đồ luôn, bây giờ đi ra để nhờ ráp có đặt xe gấp để về. Cả nhà ơi, đó bà Điều Huynh mới về mà mở xe ra làm gì vậy con? Yeah, I gotta charge the battery. No start. Ôi, thế nào tội nghiệp không? Chiếc xe đậu ở ngoài đường mấy tháng trời luôn nè cả nhà, tội nghiệp quá. Về tới nhà rồi cũng mừng bá luôn. Quay cho cả nhà xem một chút xíu về cái nhà mình bo 5 tháng rồi ha. 5 tháng rồi không có ở nhà, trời ơi coi nè. Cái nhà coi mấy cái bông hoa của mình quá trời lớn luôn rồi. Rồi nó ngã qua ngã lại. Đó, giờ để về cái nghỉ ngơi thảnh thơi khỏe cái bắt đầu mình dọn lại. Chơi. Đây á luôn bà cô chú nè, con về tới nhà nè. Hả chứ chắc là Olivia tặng con cái này. Có không? Thấy lạ nhà mình đó hả? Đó, về tới nhà rồi cả nhà ơi. Đó, quay một chút cho cả nhà xem nha. Nó đồ đạc đó, mới đem vô nhà đó, mình đi mấy tháng trời nha. Cửa cũng hơi lu bu chút xíu đó, con kiếm đó, con kiếm lắc kỳ đi đó. Nào kiếm lắc kỳ coi. Lắc kỳ cái tư đâu rồi con, kiếm lắc kỳ kiếm cái tư coi đâu đó. Hai chỗ có hai chị em nè, bé tư với lắc kỳ nè. Mấy tháng đem đồ gì? Gì con? Nhìn nè. Sao? Nhìn phòng của mình nè. Không, nhìn chút phòng của con. Chút nữa để mà mọi người quay cho bà cô chú coi nha. Lắc kỳ với bé Tư nó quậy dữ lắm hả? Quá trời rồi. Nó không có tuyệt vời luôn. Không biết nốt buồn heo ở nhà thấy không? Giờ có mình về rồi bắt đầu mấy ống cúng lại từ từ rồi mai mốt Ngọc về nữa thì ống cúng chứ còn gì à? Đó cả nhà coi. Oh, you see they finished the trim here. Tôi ra con ngủ đây. Làm rồi hết trơn rồi ha. Wow. Mấy lúc mình đi á làm lấy mấy cái thanh này nè, chưa có làm. Giờ làm rồi hết rồi. Ở trong chỉ ngoài giường của ba này vậy. My god. Phải đi. Khoan để ngoài qua bên đây mà coi bên đây. Phải có tivi. Phải của con nè vậy. Phòng của con á hả? Trời ơi. Kiếm coi con bé Tư với lại Lucky đâu. Ở
Bé Tư đâu, Lucky đâu? Đi chơi outside. Đi chơi hả con? Yeah, đi chơi outside. Đồ đạc đó, đồ order gửi về. Quá trời quá đất hàng order. Yeah. Later, later. Ngày mai. Ngày mai gì dẹp? Teddy's room. Không chay nè đó, một con chú quá chừng không? Ôi ơi. Vui không con? Về tới nhà vui không? Mai làm đổ cái này hết phòng con. Ồ, chắc con Lucky á, Lucky nó phá. Để mời rồi hai bà cháu mình khỏe khỏe rồi cái hai bà cháu mình dẹp lại nha. Trời ơi, con Lucky sắp xếp lại nha. Đi máy bay được cái á là đi tới đâu là người ta nhắn tin cho Ngọc hết trơn, nên Ngọc ngồi đây là Ngọc biết. Ngọc biết mẹ với Điều Quynh đồ đi tới đâu hết trơn. Như là bây giờ là 8 giờ giờ là 8 giờ 42 ha. 8 giờ 41 mới vừa nhắn Ngọc cái tin nè. Welcome to Fort Lauderdale. Chào mừng tới với sân bay Fort Lauderdale. Bạn có thể tới cái terminal 1 á, cái cửa để lấy hành lý số 1. Mẹ tới Florida đó bảo. Nhà mới vừa nhắn tin welcome to Fort Lauderdale nè. Ờ, giờ lấy hành lý cái nửa tiếng đồng hồ sao. Ừ, làm gì thì làm gì mồ hôi không ạ? Mà phải dục hả? Úi giời ơi. Dục. Ở Việt Nam khỏe, mài dao mài kéo cái mấy chú chạy xe vô đây cái mình có dao kéo cái mình mài khỏe re. Hello chú. Ngồi trước nhà mà. Tải xe mà luôn, quay lên YouTube luôn. À, quay lên YouTube luôn hả? À, lên YouTube rồi, họ biết là họ liên hệ mà giao ông kiếm đồng em ở chân tỉnh Quảng Ngãi. Quảng Ngãi hả? Trời ơi, thấy ông ngồi kế bên là biết rồi. Quảng Nam nè. Quảng Nam. Trời, biết liền hả? Đó, chị quay luôn cái xe luôn nè. À, bữa nay là quảng cáo cho mày giao mày kéo không? Không? Ok. Trời ơi. Ủa mà sao mày giao mày kéo không có số điện thoại nè? Em có ba đập đó không mà. À, không mà đời đất. Thôi chừng rồi chú vô đây lâu chưa? Anh vô đây lâu chưa? Ông kia bên đây là chưa làm nhòm cửa luôn mà. À. Bạn ơi. À. Đó. Chị lấy nghi bút luôn nha. À, lấy máy bút luôn. Ok. À, không có chị mà có máy lướt á. Chứ em mà chờ máy lướt không có được. Máy lướt là gì? Lắc quạt đó. À. Là em mới nói là 54 tuổi mà. Trời ơi em cái gì mà em vô Sài Gòn mấy cái hơn 10 tuổi rồi. Dạ rồi chú ngồi xuống đây chú. Rồi. chú làm đi để con quay chó ngồi làm đấy. Chị quay luôn chị. Rồi con quay đầy đủ hết trơn rồi. Đầy đủ để từ đó em mà sửa tác đồ đồ quần. Quay bả cái lượt cái chứ. Có cần vô thay áo được không? Hey, lặng quặng quay về bà con ở ngoài Quảng Ngãi coi gọn thoại vô nha. Hàng sao? À, hậu có thương mình nhá. Dạ. Từ đó em. Trời ơi thôi đâu mà giao đây. À, mà giao chứ. Gì nữa? À để lau mặt hả? Lau mặt. Thả ra nó có vô hình nó có đẹp. Hay là cho chú lên YouTube luôn. Rồi chú tên gì có vợ con chưa? Chú lại mong lại ông vuốt tóc con kìa. Quên đem lượt. Em lượt á. Chứ thường thường mày giao đem lượt chứ. Sao mà có rau ria không cộ được. Bây giờ con hỏi chú này sao? Thì nó là chị chụp rồi chị cũng. Bây giờ chú hỏi chú ngồi xuống đây. Chú ngồi xuống đây. Con hỏi chú này mà sao chú biết con quay YouTube? Hả? Sao chú biết con quay YouTube? Trời ơi. Nhìn như viết chứ mà chị. Rồi con quay mấy con dao đó rồi. Quay rồi đó. Chụp hoài cái ngầu mờ đó. Rồi ngồi mờ luôn, ngồi mờ luôn rồi. Chụp ngồi mờ luôn. Rồi ngồi ngồi. Họ mới thương mình. À họ mới thương mình hả? Ừ. Trời ơi. Rồi ngồi mờ đi. Đó ngầu mờ. Mờ. Mờ đó. Thấy thương không? Chú tên gì nè con hỏi nè. Tên Nguyễn Thu. Chú Thu. Xuân Tịnh Quảng Ngãi. À Quảng Ngãi. Rồi, ông bà cô chú ai ở Quảng Ngãi có ai quen chú Thu này nhớ gọi điện thoại vô nha. Nói hả mới vừa thấy chú Thu mày giao trên kênh YouTube của Ngọc này nha. Sáng tự nhiên cái chú vô cái ba kêu lấy dao ra mày. Cá chình chình chình
chín 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 à, đây 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 mẹ uống sữa không bột không bột bột không ăn bột hả à? Uống sữa trước chút ăn bột không mẹ nó chạy xe đi đâu rồi chút nó đi chợ rồi quá đi chợ chín 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 nắc à đến rồi đây rồi đến 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 chừng nào chừng nào ôi trời lại chừng giỏi quá giỏi quá a à, nè nó giỏi quá a tập 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 trời ơi nó nói chuyện bà nội nè nó nói chuyện với bà nội đó đó ra chơi giờ nó bay mấy chục tiếng rồi cái mặt nó hê hãm chiều tà kìa chạy đâu chạy đâu ôi cha cha chạy đâu mà nội đâu không chạy đâu chạy kìa cho lo nhìn cái điện thoại nhìn tôi gì đây nè nè nhìn đây nè trời ơi nhìn tôi gì trời ơi nghe tiếng bà nội cười đi đường không con ăn nha con ăn nhiều vô cho no nha để đi ngủ nha con kéo bà nội à. Bà nội nè. Ồ, bà nội nè, bà nội, bà nội. Ở nhà nội. Ông nội. Bà nội nè, đưa cái mặt bà nội cho em thấy. Đây nè. Mặt bà nội. Nhìn bà nội kìa. Ồ, bà nội nè, hôm qua nay có nhớ bà nội không? Ừ. Ê, ngủ ngon không con? Hả? À, bà nội nè. Nó ướt kìa. Nội đâu? Lắp cái xe màu trắng hả Ngọc? Màu đen, xe màu đen chưa tới đâu ngoại ơi, chưa tới đâu. JD, it's a black car, okay? It's a Honda, Honda Accord black car, okay? Nội. Nó gặp bà nội mà cứ tuổi thân đó phải không? Ừ, con tuổi thân á hả? Rồi bây giờ là gia đình sẽ đi xuống Biên Hòa cả nhà ơi. Hôm nay là chú Tám với lại nhà Chánh nó mời sinh nhật Brian. Bán xong rồi hả Tám? Trời ơi con mừng cho Tám quá. Gì mới có 3 giờ chiều mà bán xong hết trơn. Ủa 4 giờ hả? Trời mà già rồi. Trời bữa nay thấy bụng bự rồi ghé. Bự chưa? Ừ. Năm nay đẻ hay năm? Năm nay. Dạ. Năm rồng nữa. Dạ năm rồng. Gái đi, chọn năm không? Dạ tròn. Gái rồng. Trái. Trái. Đó thấy chưa hàng sớm mà. Quan vậy đâu. Là quan tâm dữ chưa? Cái thỉnh bầu quên rồi. Giỡn á. Không. Thôi năm thịt rồi. Vô luyện phim bộ đi à. Ông này nè tôi kêu ông đừng chết ông nghe không nào ông này nè ông à. Ba mày nè à. Đi mua giấy số rồi già tôi kêu đừng chết ông nghe dạ, không? Tôi khỏi kêu đi dạ. Mệt băng qua đường không được trời đất ơi nó trời ơi nó ngồi trên xe hồi nào vậy trời nó lên xe nó ngồi hồi nào đây ta à, nó đi chơi còn nó đi chơi còn nhiều hơn bà Tám đi nữa đó. Nó còn gì nữa. Vậy là không bao giờ chạy xe về. Không bao giờ. Không giờ chạy xe được hết. Cũng bô luôn. Không đi chơi. Mình lớn thì đi dùng nguyên hết đôi này. Lúc nào cũng đi hết rồi. Rồi ok. Cái mặt bao giờ trời nó cứng như sợ luôn. Bà vô bao giờ. Nhìn ai á? Có biết ai không mà nhìn hả? Hả? À, con có biết ai không mà nhìn đây? Nhất xin ly nữa ba. Thế biết ai không mà nhìn tôi ai thiếu ra đầy đủ không thiếu bất cứ một đứa nào không thiếu bất cứ một đứa nào ai có mấy đứa chỉ có mấy đứa có 3 đứa phải không rồi đếm một đếm đang đi mua đồ chơi ừ giờ con đông không nhớ đứa nào vô đứa nào hết trơn rồi đang dẫn Vinh Sành đi đang mua đồ chơi trời ơi lâu dữ lắm rồi Ngọc mới xuống lại nhà Biên Hòa cả nhà ơi đúng có tháng trời vậy ủa mười khỏe không mười mẹ con mẹ con về rồi dạ có con với ba chưa về chúc mừng con có cái bên cảm ơn mười chúc mừng con dạ rồi nó để nay
chị. Ủa, ủa sao An nhìn giống 10 dữ vậy? Bữa nay nó mời 10 hả? Về luôn thì Quynh về luôn. Đúng rồi, về hết trơn. Chào bà Mười đi. Bà Mười. Bye. Bà Mười hát YouTube, bà Mười miếng điên luôn á. Điên luôn à. Làm bà Mười trao đảo luôn. Rồi tối nay là dựng, tại vì Chánh nó nói mượn cái chỗ bên nhà để làm tiệc. Nên là bài tất cả mọi thứ làm tiệc rồi ăn uống bên đây nè cả nhà. Em thấy nó trong YouTube mà tôi nói thôi rồi con nó chết rồi sao mà gặp được nó đây ta. Cắn nó liền. 10 là 10 10 mới biết nha. Hai chị già. Ừ, tắm rồi hả? Mấy cái. Là không xong. Chu. Mưa trời này dễ mưa quá. Ờ trời này sắp mưa tới rồi đó. Mấy bàn? 4 bàn, 3 bàn à? Mấy ủa sao là ai đốt gì mà ta nói liền thui kìa hết trơn kìa thôi khói không chà okay. Mau ăn trống lớn đồ show Superman. Ừ làm cái này đẹp nè, bóng này làm kiểu này đẹp nè. Đây anh sinh nhật mấy tuổi rồi ta? Cái này 5 tuổi, 5 mày còn ơi. À 4 tuổi nguyên số 4 bự cho bác kìa. Trời ơi có chay đây phải ngon lành không? Ủa giờ đi thăm cái cây yêu dấu của tôi coi. Cái này mà đúng tới tháng 10 nó mới ra trái cả nhà ơi. Giờ ra lai rồi vậy đó. Nho thân gỗ. Ồ cây nho thân gỗ có trái không? Cái cây này là mới đầu mình ra hồi là không có thấy trái nha, nhưng mà ra chút hồi ra là ra thêm chút nữa đó mới thấy bắt đầu có trái này kia. Đó, qua ra nào. Có cái nào rồi rớt chứ không? Giờ đi tới vô thăm nhà chào cô. Vô thăm đàn cá thân mến. Đàn cá thân mến yêu dấu. Quên nhờ cô mở máy lạnh giùm trước. À anh Bảo quên kêu ấy. Cá bữa giờ là cô ngày nào cũng cho nó ăn hả? Bữa. Đúng rồi, cách bữa cho ăn bữa. Hôm qua em con nó mới xuống nó thả mấy con cá vô đây. Tôi mới lên ấy cá. Ừ. Rồi sáng giờ cô cho ăn được ăn chưa? Rồi. Sáng giờ ăn rồi à? Ở đây không có ai nhưng mà ngày nào cũng có cô qua cổ mỗi ngày. Có cổ cũng xuống cái nhà cửa tất cả mọi thứ rất là gọn gàng sạch sẽ. Ủa có Quỳnh Trí Việt nữa hả? Ủa gì tưởng em về Mỹ hay gì ủa? Sinh nhật có mời là có đi chứ. Trời ơi chú nghĩ là bố Ngọc phải xuống rồi chứ. Ừ phải xuống nha. Ừ được chứ đâu có gì. Biết rồi. Không nhớ không? Dạ con. Ngâm đâu? Cả đậm hết. Tiếp đặt gì hai hả? Sao? Nói hôm nay xin nhờ gì mà xin đâu? Ngân đang sửa soạn. Nên về đó, mặt kia cười nghe thấy ghét kìa. Hả? Nó thích Spider-Man nè. Ờ, hắn nó trùm thích cái đó đó. Kệ đó, ấy làm gì vui. Mấy ngày nữa đi rồi phải không? À, mai mốt đi rồi. Chù. Mà cũng chưa đúng ngày sinh nhật phải không? Ngày 8 là đúng rồi, ngày đó bay. À, đó, bởi vậy nên làm trước đó. Làm trước ngày. Thì đúng rồi, làm gì cho vui chứ còn qua bển nó buồn thiêu. Hả? Đây là sinh nhật người nhện. Ủa bữa nay tưởng Halloween chứ. Ngày người nhện ít bự. Phải không? Hello Spider-Man. Ôi ơi cái sinh nhật gì dữ vậy tại. Happy birthday Brian. Chọn kỹ chú con lần nữa. Trời ơi giờ đem quá. Vô luôn đó à. Ờ biểu diễn cho ông nội coi đó, ba chụp tấm hình đi. Ở đâu mới mua được bộ đồ đi đó Chánh? Mẹ nó mua á Ngọc.
Má trời sinh nhật xuất sắc này. Qua đây coi, qua đây coi. Úi trời ơi, chưa thấy mắt. Đây bác Ngọc mở mắt cho. Rồi đây, đây nè, con mắt nó phải kéo vô đây nè. Chết rồi. Không, phải quay qua, phải quay. Dạ, dạ. Đó, kéo xuống, rồi con kéo xuống đi, thở không được. Ủa, rồi mặc đồ vậy sao bơi? Hả, mấy như là mặc vô vậy sao bơi? Ủa, có mời chị chay không? Có mời chị chay không? Hả? À, nói chị chay đi Mỹ mất tiêu rồi. Biết là chút xíu nữa là ăn tiệc, nhưng mà bây giờ bầu đói bụng quá rồi. Nên là bầu order gỏi với lại cháo gà với lại đó, nguyên con gà nè, nó ăn cho đỡ đói. Chứ từ trưa giờ cũng chưa ăn gì hết trơn. Đó, nhìn ngon lành không cả nhà. Ổ gà này nhìn hấp dẫn ấy, cái ổ gà này cũng nổi tiếng Biên Hòa lắm nè. Gà nhìn cũng chút xì mọng nước ha. Ngon nè. Đây. Ăn làm chén cho đỡ đói đi chứ, bầu đỡ không nổi. Dạ. Ủa nó chai à, là mình chấm với cái này là giờ chủ yếu quá cô hả? Đúng rồi. Với cái này là cô thích ăn nước mắm. Ồ, ok. Có, có chú Hề đang thay đồ kìa. Ngon quá.